Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay trở đi đến hết ngày 23 tháng 5, cả Bắc Bộ cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đồng loạt bước vào một đợt mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Dưới tác động của rãnh áp thấp và vùng xoáy thấp, ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt. Riêng khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ, khu vực phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An còn có mưa to trên 400mm. Đợt mưa diện rộng này ở miền Bắc dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Vì thế, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên ở khu vực trung thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1m50-3m. Trong đợt lũ này, mực nước trên thượng lưu sông Chảy, sông Hoàng Long có khả năng lên mức báo động 1. Trên các sông suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Còn về nhiệt độ, trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ sẽ duy trì mức nhiệt thấp là từ 27 cho đến 31 độ. Với các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận ít mưa, trời nắng, nhiệt độ ngày cao 32 cho đến 33 độ. Ở phía Nam, lúc này dù cả Nam Bộ và Tây Nguyên đã tạm thời giảm mưa, nhưng đến chiều và tối nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa nhiều nơi. Trong đó, khu vực Tây Nguyên sẽ có nhiều điểm mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa to trên 100mm, kèm dông mạnh. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ chủ yếu là mưa vừa, lượng mưa là dưới 30mm, cục bộ có điểm mưa to trên 50mm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại Tây Nguyên vẫn thấp là từ 28 cho đến 30 độ, còn Nam Bộ duy trì mức nhiệt là từ 31 cho đến 33 độ. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, khu vực huyện đảo Hoàng Sa, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, cũng như khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và vùng Vịnh Thái Lan đều có mưa rào và dông ở mức rải rác, tầm nhìn xa thấp 4 đến 10 km, kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.